anh có thể giới thiệu tên của anh được không ạ? Tôi là Kỳ Hữu Phước, được công dân nghề những năm 2012. Qua 2014 là cũng được ngoài trung ương là công nhận là nhân tài đặc biệt. Qua 2014 thì là như tôi đây ạ, làm cái nghề tránh này cũng lâu đời rồi. Cái nghề tránh này á, nghề tránh của đồng sinh này là chút hiếu. Chút hiếu là tránh để dùng để thơ cũng thôi, phục vụ cho tỉnh ngựa. Là khác với trong tránh đồng hồ. Ngoài đồng hồ họ làm tránh họ dùng để là tán kỹ. Nhưng mà sinh đấy á, đồng sinh đấy là làm tránh dùng đồng hồ nhưng mà lại phục vụ cho tỉnh ngựa. Đây là tấm thơ chúng đây. Và tấm này là tấm thơ chúng. Đặc biệt hôm nay là cơ sở tôi đây lại có dòng tấm trang trí. Đây, những cả cái dòng tấm đang kéo đây là dùng để trang trí. Và trong làng á, hôm nay là chỉ có là từ khi mà cái làng nghề này bị mai một, như vậy là cũng là mất đi gần là 30 năm. Thì 60 năm trở lại đấy thì là chỉ còn một mình gia đình chúng thôi. Thì là hôm nay thì làm nghề đã sống lại, thực tế là 70 hộ cùng làm nghề rồi. Hàng năm là tôi cũng thường mở cả lớp đi nghe, là vì hàng thất truyền đi rồi là mình cứ mình phải mời những bà con tới dạy nghề cho họ, mà dạy nghề miễn phí để cho người ta làm nghề. Có nhiều người á, nhiều nhà báo, nhiều đài đài truyền hình họ về họ phỏng vấn họ hỏi tại sao bạn không đi nghề để mà không dùng cái biết biết một nghề để mà làm ăn. Tôi chỉ cần trả lời một câu rất là gian, một câu hỏi không thể làm được gì không. Một mình tôi là không phải là nghề, đó là nghề của tôi thôi. Muốn trở thành làng nghề thì tất nhiên phải đông người, đông làng điều làm nghề mới gọi là làng nghề. Thì có như vậy là hôm nay chính bản thân tôi rất thỏa mãn. Thỏa mãn thì làng nghề đã sống lại được rồi thì tôi rất thỏa mãn. Bây giờ trong làng họ lại có là tôi là tên Kỳ Hữu Phước, nhưng mà đi ra giữa đường gặp họ có ai là ông công, họ thêm cái từ cho tôi là đặt tên là ông công. Thì ý của cái từ mà bà con trong làng họ kêu tôi công là từ người công gây dựng được cái gì, gây dựng được cái nghề chứ không thể là nếu mà không bỏ công sức ra thì bây giờ làm nghề không còn được. Nhớ được một cái bài báo, một cái tin như vậy thì là có một cái bài báo cũng viết về thì bản thân tôi là dạy nghề. Thì tất nhiên hôm nay được ngoài chúng tôi người ta cho là tôn vinh lại là một cái nhân tài đặc biệt. Vâng. Có công người mà phục dựng lại làm nghề. Thì ngày xưa mà trong làng này á, như bản thân tôi là đời thủy tiên làm nghề, cái hề của tôi là hề thứ 1, trong dòng tộc của tôi là hề tôi là hề thứ 1, nhưng mà cái chuyện đời làm nghề thôi. Thì là chủ yếu á, là làm để là tâm sơ cũng ngày xưa tất cả các cái màu sắc này á thì làm bằng cây cọt thôi nhỉ. Lên trên rừng đào rễ cây, hái lá cây về bỏ vào trong nồi nấu để ra được màu. Thì là hiện nay trong làng chỉ còn một mình tôi là bạn thân tôi là làm được cái màu tự nhiên đó, nhưng mà tôi làm theo đơn đặt hàng thôi. Nếu mà làm thì chất liệu màu tự nhiên như ngày xưa thì giá thành của bức tranh rất cao, tôi cũng được. Nên là chỉ cho là ai đặt hàng
mong mò thì khó là đến khi phải là về làm màu từ những giò. Hôm nay người ta là dùng màu công nghiệp và dùng chụp là dùng công nghiệp rồi. Cái trước đây là hoàn toàn là tự nhiên hết. Ở đây là có thêm bị thất truyền một cái nữa mà tôi đang mừng mò tìm ra, là ngày xưa ông bà tổ tiên tôi cũng đã từng làm được cái tờ giấy này thôi. Đây là tờ giấy gió. Giấy gió này là làm chất liệu là cây gió tầm. Gió mà thân tầm người ta khai thác tầm xong rồi á, thì mình lấy cái bột, lấy cái chấm bột đó về nấu ra làm giấy. Nếu mà có 2016 tôi sẽ mượn cái lò làm giấy đây. Vì mừng mò theo cái đời tổ tiên của mình đã có làm rồi nhưng bị thất truyền. Bây giờ tôi mừng mò lại thì làm được, không được có làm thì được mấy tờ. Cái giấy này á, thì làm ra tờ giấy thì rất mỏng, nhưng mà phải có điệp. Còn đây là con điệp này. Đây là con điệp. Con sò con điệp đây. Con điệp này là lấy dưới đâm phá. Mà việc này